Ngày 29 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao của Syria Walid Mualem cho biết chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã sẵn sàng tham gia đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình tại nước này theo đề xuất của Nga và Mỹ mà không cần bất cứ một điều kiện tiên quyết nào. Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Mayadeen có trụ sở tại Liban, Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Mualem cho biết tuy chưa nhận được lời mời tham dự hội nghị quốc tế nào tại Geneva, Thụy Sĩ, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng tới nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria, song Damas đã sẵn sàng cho những cuộc đối thoại mà không đặt ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi sẽ tới Geneva, Thụy Sĩ mà không cần đặt ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, các bên liên quan cũng cần có thái độ thiện chí như vậy. Về cuộc bầu cử Tổng thống năm tới, theo Ngoại trưởng Mualem, khả năng Tổng thống Bashar al-Assad tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2014 để tiếp tục nắm quyền thêm nhiệm kỳ thứ ba sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của người dân Syria. Cùng ngày, phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Amman của Jordani, đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông, ông Ngô Tư Khoa tuyên bố Bắc Kinh phản đối quyết định của Liên minh châu Âu EU dỡ bỏ cấm vận vũ khí cho phe chống đối chính phủ tại Syria để mở đường cho các nước châu Âu vũ trang cho lực lượng này. Trung Quốc nhấn mạnh giải pháp chính trị là phương cách giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria. Trung Quốc đã tiếp xúc với cả phía chính quyền cũng như phe đối lập Syria và đối thoại là cách tốt nhất nhằm chấm dứt xung đột. Tuyên bố của ông Ngô Tư Khoa được đưa ra ngay sau khi cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Nga đều lên tiếng phản đối việc cung cấp vũ khí cho các bên tại Syria, cho rằng việc này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Mặc dù quyết định trên đã được thông qua, nhưng nội bộ EU cũng đã bị chia rẽ sâu sắc khi nhiều nước đã phản đối quyết liệt việc đổ thêm vũ khí vào cuộc xung đột, vốn đã làm hơn 80.000 người thiệt mạng. Liên quan đến vụ binh sĩ Pháp bị tấn công ở thủ đô Paris, ngày 29 tháng 5, lực lượng an ninh của Pháp đã bắt được một nghi can trong vụ này, tên là Alexander, 22 tuổi, là người mới cải đạo theo đạo Hồi. Đối tượng này đã thừa nhận động cơ giết người. Trong cuộc thẩm vấn được tiến hành ngay sau khi bị bắt, nghi phạm Alexander đã thừa nhận động cơ giết người. Tại buổi họp báo về sự kiện này, ông François Molagne, công tố viên của Paris cho biết khía cạnh khủng bố cũng được xem xét đối với hành động của đối tượng trên. Theo ông Molagne, việc tấn công binh sĩ Pháp diễn ra 3 ngày sau sự kiện tương tự tại thủ đô London của Anh, cũng như việc cầu nguyện trước khi ra tay, cho thấy đối tượng này hành động theo lý tưởng tôn giáo, với mục đích tấn công một người đại diện của chính phủ. Theo hồ sơ, Alexander đã từng dính líu đến các vụ trộm cắp nhỏ. Hôm 25 tháng 5, một binh sĩ Pháp khi đang tuần tra tại một khu thương mại ở phía tây thủ đô Paris đã bị một kẻ lạ mặt dùng dao đâm vào cổ gây trọng thương. Nạn nhân là binh sĩ Cédric Coctier, 23 tuổi, và anh này bị mất khá nhiều máu nhưng may mắn không bị đe dọa tính mạng. Camera theo dõi đã ghi lại toàn bộ hành động này. Các hình ảnh cho thấy kẻ tấn công đã cầu nguyện vài phút trước khi ra tay. Hắn mặc bộ đồ đen, đầu đội mũ. Tại hiện trường, các nhân viên điều tra đã thu được một túi sách có chứa một con dao và một chai nước, qua đó xác định được mẫu ADN của kẻ tấn công. Hiện nước Pháp đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi xuất hiện những lời đe dọa tấn công của một nhóm khủng bố ở Bắc Phi có liên quan đến mạng lưới Al-Qaeda, hòng trả đũa việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali hồi đầu năm. Ngày 29 tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Brazil, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du 6 ngày tới một số nước Nam Mỹ và vùng Caribe. Phát biểu tại đây, ông Biden đã hối thúc quốc gia Nam Mỹ này mở cửa hơn nữa nền kinh tế để bắt kịp xu hướng thương mại tự do trên thế giới. Phát biểu với giới chức Brazil và giới doanh nghiệp tại thành phố Rio de Janeiro, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Brazil không nên chậm chân trong xu thế hội nhập thương mại quốc tế chung này khi mà theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế Brazil vẫn khá thấp. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh, với tư cách là các nền kinh tế lớn của thế giới, Mỹ và Brazil cần khai thác triệt để các tiềm năng của nhau. Phó Tổng thống Biden cũng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Brazil trên trường quốc tế khi nước này hiện là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới. Ông đánh giá cao các thành tựu của Brazil đã đạt được trong 20 năm qua như kiềm chế lạm phát, đưa 40 triệu người thoát nghèo, chú trọng đầu tư cho phát triển giáo dục và khoa học. Các bạn đã tham gia vào các nỗ lực chung của thế giới như an ninh năng lượng, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giữ gìn hòa bình, ngăn ngừa xung đột và chống tham nhũng. Những nỗ lực này của các bạn đã có ảnh hưởng tích cực đối với thế giới. Theo kế hoạch, ngày 31 tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới thủ đô Brasilia để hội đàm với Tổng thống Dilma Rousseff về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương. Brazil là điểm cuối trong chuyến công du tới một số nước Nam Mỹ và vùng Caribe của Phó Tổng thống Biden nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập năng lượng và đảm bảo an ninh cho công dân các nước. Trước đó, ông đã tới Colombia và Trinidad và Tobago.
Đây là chuyến công du thứ tư của ông Biden đến khu vực này kể từ khi nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ hồi tháng 1 năm 2009. Ngày 29 tháng 5, Bộ Ngoại giao của Canada đã quyết định trục xuất một nhân viên ngoại giao cấp cao của Eritrea do ông này bị tình nghi liên quan đến các tổ chức khủng bố. Theo Ngoại trưởng Canada John Bider, quyết định trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức, và ông Seymour Gebremariam Omaker, người đứng đầu Tổng lãnh sự quán của Eritrea ở thành phố Toronto, buộc phải rời khỏi Canada chậm nhất vào ngày 5 tháng 6 tới. Trước đó, cộng đồng người Eritrea ở Toronto đã cáo buộc ông Michael lợi dụng cương vị để tổ chức các buổi quyên góp, yêu cầu những người Canada gốc Eritrea đóng góp vào một quỹ hỗ trợ quân đội quốc gia Đông Phi này trong cuộc chiến chống lại nước láng giềng Ethiopia. Cộng đồng người Canada gốc Eritrea đã phản đối hành động trên, coi đây là hành động vi phạm nguyên tắc bởi họ đã phải trả các khoản phí hoặc thuế cho chính phủ Eritrea. Bộ Ngoại giao Canada cũng đưa ra một thông báo yêu cầu lãnh sự quán của Eritrea chấm dứt ngay các hoạt động gây quỹ và tôn trọng lệnh trừng phạt quốc tế, cũng như luật pháp Canada. Eritrea đã bị Liên Hợp Quốc áp đặt một lệnh trừng phạt trong năm 2009 và năm 2011 với lý do nước này cố tình vi phạm, tiếp tục hỗ trợ các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Somalia, trong đó có nhóm Al-Shabaab. Ngày 30 tháng 5, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận chung trên sông Imchin nhằm tăng cường khả năng quân sự của cả hai bên. Trên sông Imchin của Hàn Quốc, gần 400 binh sĩ của hai bên, trong đó gồm 300 lính Mỹ và 95 lính Hàn Quốc, đã tham gia cuộc diễn tập giả định tình huống cần xây dựng cầu phao tạm thời để đưa xe tăng và các xe bọc thép vượt sông. Bài tập hôm nay giúp chúng tôi sẵn sàng ứng phó với các tình huống cần di chuyển người và phương tiện vượt qua mặt nước như sông và hồ. Theo quan chức của quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Hàn Quốc đã huy động 14 xe tăng và 16 xe bọc thép tham gia vào cuộc diễn tập trên. Hiện Mỹ có khoảng 30.000 quân đóng tại Hàn Quốc để hỗ trợ cho lực lượng vũ trang gồm 650.000 binh sĩ của Hàn Quốc. Vừa rồi là bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông Tấn. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.